Tòa nhà vận hành metro số 2 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xây xong từ năm 2020 nhưng đến nay chỉ dùng cho 30 người làm việc. Hiện tại ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh lập đề án cho thuê tòa nhà này. Theo quy hoạch phát triển đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh metro, toàn mạng lưới sẽ có 10 depot, khu vực vệ sinh sửa chữa, bảo trì các đoàn tàu được xây dựng phục vụ cho việc khai thác vận hành cho các tuyến đường sắt đô thị với tổng diện tích khoảng 222 ha. Riêng với Depot Tham Lương, rộng 25,7 ha, nơi có tòa nhà vận hành Metro số 2 với quy mô tòa nhà gồm một thầm và 7 tầng đã xây dựng xong và đưa vào dùng từ năm 2020, tuy nhiên đến nay chỉ có 30 người đang làm việc bên trong. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong tương lai, ở giai đoạn xây dựng Metro số 2, dự kiến từ nay đến hết năm 2030 sẽ là nơi làm việc của các cán bộ dự án, tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước. Tổng số nhân sự làm việc trong giai đoạn này khoảng 100 người. Hiện nay diện tích đã dùng và dùng trong tương lai của tòa nhà là 10.000 10 m2, diện tích chống dự kiến cho thuê là 6.402,5 m2. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hợp đồng quy định có hiệu lực được tính khi ký kết hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê, thời hạn hợp đồng dự kiến là 5 năm.